Độ cả người thân. Có lần tôi gặp một người Phật tử. Tôi hỏi thăm anh ta rằng cả gia đình anh đã quy y Tam Bảo hay chưa. Anh ta bảo với tôi rằng đạo Phật vốn tôn trọng tự do tín ngưỡng, ai muốn phát tâm tu theo thì tự tìm hiểu lấy, thấy thích hợp thì hãy tin theo, chứ không nhất thiết phải bắt buộc người ta theo đạo như các tôn giáo khác. Mới nghe thì thấy nó hay hay, có lý. Song xét trên phương diện giáo lý thâm sâu của đạo Phật thì vẫn có tâm ích kỷ, hẹp hòi, chỉ lo cho phận mình sung sướng ở đời này và đời sau mà không đoái tưởng đến người khác, kể cả người thân trong gia đình mình. Bởi vì đạo Phật không chủ trương ban ơn giáng quả như phần đông các tôn giáo khác. Tuy nhiên, phải nói cho tường tận, có tình, có lý, thì Đức Phật là vị dẫn đường, dẫn dắt chúng sanh ra khỏi biển mê, lên bờ an vui giải thoát. Dẫn dắt có nghĩa là khuyên bảo người tu Phật phải tự mình tu, tự mình giải thoát bằng tấm lòng tha thiết của họ. Nghĩa là Phật vẫn hết lòng để tâm hướng đến chúng sanh. Ngài thường quán xét nhân duyên, coi trong ngày hôm đó ai là người có duyên và Ngài sẽ độ người đó. Trong kinh điển A Hàm, Phẩm Tiểu Duyên, Phật vẫn giải thích việc các giai cấp không có giai cấp nào mà có thể tự cho mình là cao quý cả. Nếu như giai cấp đó không biết giữ gìn năm giới trọng đại ở thế gian cho chu toàn, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nếu như người trong bất cứ giai cấp nào mà hành động càn quấy, sanh ra tội lỗi như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu say sưa mặc tình, làm hư hỏng bản thân mình mà còn làm ảnh hưởng đến xã hội nữa, thì người đó làm sao xứng đáng cho mình thuộc giai cấp cao quý? Phật bảo bà Tất Ra: Này bà Tất Ra, có bốn chủng tánh gồm cả người lành, người dữ. Được người trí khen cũng bị người trí chê. Bốn chủng tánh ấy là Sát Lỵ, Bà La Môn, Cư Sĩ, Thủ Đà La. Này bà Tất Ra, hẳn người đã từng nghe trong dòng Sát Lỵ có kẻ sát sinh, có kẻ trộm cắp, có kẻ dâm loạn, kẻ dối trá, kẻ nói hai lưỡi, kẻ nói ác độc, có kẻ ỷ ngữ, có kẻ sang tham, có kẻ tật đố, có kẻ tà kiến. Thì trong dòng Bà La Môn, Cư Sĩ, Thủ Đà La cũng có lẫn lộn đủ hạng người trong 10 ác hạnh đó. Này bà Tất Ra, phàm làm điều bất thiện thì có quả báo bất thiện, làm điều hắc ám thì có quả báo hắc ám. Nếu rằng quả báo đó chỉ có với dòng Sát Lỵ, Cư Sĩ, Thủ Đà La chứ không có với dòng Bà La Môn, khi ấy người Bà La Môn mới nên tự cho dòng Bà La Môn ta là tối cao bậc nhất, còn các dòng khác thấp hèn, dòng ta trắng trẻo, các dòng khác đen điêu. Dòng Bà La Môn ta xuất hiện từ Phạm Thiên, từ miệng Phạm Thiên sinh ra, hiện tại thanh tịnh, về sau cũng thanh tịnh. Trái lại, nếu rằng làm điều bất thiện thì có quả báo bất thiện, làm điều hắc ám thì có quả báo hắc ám. Quả báo đó bất cứ Bà La Môn, Sát Lỵ hay Thủ Đà La đều có như nhau. Thời người Bà La Môn không thể tự xưng chỉ dòng ta là thanh tịnh tối cao bậc nhất. Cho nên, việc giúp cho mọi người đều biết tu tâm dưỡng tánh, biết làm lành lánh dữ, tự hoàn thiện cho mình và người cùng xã hội tốt đẹp mãi thêm lên, thì người đó dù ở trong giai cấp nào cũng vẫn là cao quý hơn hết. Huống hồ gì trong gia đình, là cha mẹ đối với con cái, là chồng đối với vợ con, hay vợ đối với chồng con đã sống chung với nhau, là đã có duyên nợ kháng khích với nhau rồi. Chẳng lẽ không mở rộng lòng từ bi thương xót với nhau mà khuyến khích khuyên bảo nhau làm lành lánh dữ để cùng sống tốt với nhau sao? Làm lành lánh dữ là sao? Tức là khuyên bảo nhau giữ gìn năm giới cấm của Phật dạy
trong việc đối nhân xử thế cho tốt đẹp đó, là quy y Tam Bảo để giúp cho người thân với nhau sống trong đời này và đời sau không rơi vào đường tà nẻo ác đó vậy. Về điều này, trong kinh Tạp A Hàm, Phật cho rằng có ba hạng con đối với cha mẹ hay cha mẹ đối với con cái. Bài kinh ấy như sau: Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Có ba hạng con. Thế nào là ba hạng con? Con sinh ra theo cha mẹ, con sinh ra hơn cha mẹ, con sinh ra kém thua cha mẹ. Thế nào là con sinh ra theo cha mẹ? Nghĩa là cha mẹ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì con cái cũng học theo, không sát hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đây là hạng con sinh ra theo cha mẹ. Thế nào là con sinh ra hơn cha mẹ? Nếu cha mẹ chẳng lãnh thọ năm giới, chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu, nhưng người con có thể lãnh thọ năm giới, chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu, đây gọi là con sinh ra hơn cha mẹ. Thế nào là con sinh ra kém thua cha mẹ? Nghĩa là nếu cha mẹ giữ năm giới, chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu, nhưng con không thể lãnh thọ năm giới, chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu, đây là con sinh ra kém thua cha mẹ. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: Sinh con quý, con ngoan, cha sáng suốt mong muốn, chẳng muốn sanh con kém, vì thế chẳng tiếp nối, làm con trong nhân đạo, sẽ làm ưu bà tắc, đối Phật Pháp Tăng Bảo, siêng tu tâm thanh tịnh, mây tan ánh sáng hiện, làm rạng rỡ quyến thuộc. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Vì sao lại giữ gìn năm giới cấm trong sạch mà được duyên thù thắng, là hiện đời làm người tốt, và đời sau quyết định sinh ra lại làm người tốt hơn? Đơn giản là, khi mình giữ giới không sát sanh giết hại một sinh mạng nào, dù là một con vật bé nhỏ, nếu lỡ mình làm cho nó tổn thương, mình cũng cảm thấy xót xa, ân hận chỉ vì mình bất giác. Đó chính là mình đã gieo nhân lành cho mình rồi đó. Hoặc mình có đủ điều kiện thì nên phóng sanh, khiến cho các loài ham sống sợ chết đều được an vui, sống lâu thêm nữa. Tức là tự mình kéo dài thêm mạng sống của chính mình vậy. Và sống trong niềm an vui, thanh thoát vậy. Còn trái lại, đã không biết giữ giới không sát sanh, mà còn mặc tình giết hại theo bản năng của mình, thì chính là mình vô tình làm giảm tuổi thọ cho mình hồi nào không hay, mà còn đau bệnh hoài không khỏi vậy. Về việc giữ giới không trộm cắp tài vật của ai, tức là mình ban cho mọi người sự an vui chân thật, không sợ mất mát của cải. Một người thực hiện được như vậy và nhiều người cùng làm được như vậy, thì xã hội tự nhiên tươi sáng, phồn nhiêu, không ai nghi ngờ ai, không ai lo âu gì nữa, mà nhà nhà đều được ấm no thanh bình. Người giàu có là do phước của họ chiêu cảm, còn người nghèo thiếu một chút cũng tự an ủi, có đủ cái ăn cái mặc rồi. Và nhất là trong tình thương bao la của người với người, sẽ sẵn lòng chia sớt cho nhau, vô tình làm cho xã hội ngày thêm sung túc. Về việc giữ giới thứ ba là không tà dâm hay tà hạnh, là làm cho mỗi gia đình đều được hạnh phúc, an vui, lành mạnh, tinh thần thêm sáng, con cái tự hào có cha có mẹ sống hòa thuận vui vẻ bên nhau, có một gia đình sống đàng hoàng nghiêm túc,
và nhất là con cái không bị sự khổ tâm đau đớn giằng xé vì cha mẹ sống bất hòa bởi tà hạnh riêng tư. Người giữ giới này trong sạch hiện đời được mọi người tôn trọng, kính mến, mà đời sau khi tái sanh làm người trở lại cũng được nhan sắc xinh đẹp, khả ái. Giới thứ tư là không nói dối, nghĩa là luôn luôn phải nói lời chân thật ngay thẳng. Thế nào nói thế ấy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng giúp cho người xung quanh mình có niềm tin vững vàng trong cuộc sống. Vì chỉ có niềm tin yêu mới thiết tha sống, mới có thể tồn tại lâu dài được. Vì mất lòng tin rồi thì dù là thần tượng đi nữa cũng dễ dàng sụp đổ trong giây phút. Bởi vậy, không nói dối tức là đem lại lợi ích cho mình ngay trong hiện đời, được mọi người tin dùng. Có nói năng gì cũng êm xuôi, không lấp vấp, ngọng nghịu, vì có một nội tâm trong sạch vững vàng và nhiều người ngưỡng mộ kính phục. Đó là tạo nhân lành cho mình ngay đời này và đời sau sinh ra được quả báo tốt đẹp hơn. Về giữ giới không uống rượu, vì rượu là chất gây nghiện, làm say sưa quên mất chính mình, không làm sao tự chủ được lời nói và hành động, gây ra lỗi lầm, ác hại cho mình và cho người. Cho nên, không uống rượu thì tinh thần luôn sáng suốt, lành mạnh, tâm tư tỉnh táo, nhớ nghĩ sâu xa, thân thể cường tráng. Đó chính là cách giúp cho mình sống một đời sống đẹp, an vui và khỏe mạnh vậy. Chỗ này cần nói thêm về những chất gây nghiện khác có liên quan tới xã hội thời nay mà ngày xưa thời Phật còn tại thế chưa phát sinh để Phật chế giới. Như việc hút xì ke, á phiện, ma túy, những chất độc hại và nguy hiểm vô cùng cho bản thân mình và cho cả xã hội. Trên đời này, ai sinh ra đời cũng đều mong muốn mình sống lâu, giàu sang, xinh đẹp, được người tin yêu, kính trọng và có một tinh thần tươi sáng, lành mạnh cả. Nhưng nếu như không giữ tròn năm giới cấm của Phật dạy mà muốn được như ý, thì không bao giờ có lẽ đó vậy. Vào thời Phật còn tại thế, có những vị cư sĩ cho rằng giữ giới này quan trọng hơn đối với giới khác. Nhưng Phật thì bảo giới nào cũng quan trọng cả, vì tất cả giới đều khó giữ như nhau. Có 500 tín đồ, người này chỉ giữ giới bất sát, người khác chỉ giữ một giới khác. Ngày kia họ bàn tán, người nào cũng cho rằng giới của mình khó giữ, việc của mình khó nhất, và họ đến chỗ Phật kể lại câu chuyện. Phật dạy, không có giới nào là quan trọng ít, giới nào là quan trọng nhiều. Tất cả các giới đều khó giữ. Ngài nói kệ, ai ở đời sát sinh, nói láo không chân thật, ở đời lấy không cho, qua lại với vợ người. Uống rượu men, rượu nấu, người sống đam mê vậy, chính ngay tại đời này, tự đào bới gốc mình. Vậy người hãy nên biết, không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp, làm người đau khổ dài. Cho nên, khuyên bảo nhau làm lành lánh dữ bằng cách cùng nhau gìn giữ cả năm giới cấm để ngăn ngừa tội lỗi phát sinh và làm tốt đẹp cho mình và cho người ở đời này và đời sau. Không lẽ như vậy mà cho là bắt buộc hay sao? Nếu như mình không giảng giải rõ lợi ích thiết thực ấy cho người thân trong gia đình mình nhận biết, thì nếu họ bị lỡ lầm sa chân vào đường tà rồi, thì mình dẫu có ân hận đi nữa cũng đã muộn màng. Do đó, giúp cho người thân của mình hiểu biết từ nơi chính mình bằng nhiều cách trực tiếp hay gián tiếp đều cùng hưởng sự thanh cao lợi lạc. Đó tức là độ cho cả người thân của mình rồi vậy. Độ là độ ngay khi họ còn sống và sáng suốt ngay trong hiện tại, chứ đâu phải chờ đến khi họ sanh ra lỗi lầm đáng tiếc hay chết đi mờ mịt rồi mới tụng kinh cầu an hay cầu siêu mới gọi là độ được hay sao? Thế thì, một người Phật tử đã quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới rồi, còn cần phải trợ duyên cho người chưa quy y Tam Bảo để họ có những nhận thức đúng đắn về phép quy y Tam Bảo,
có những lợi lạc gì ở đời này và đời sau nữa, mới thực sự là người Phật tử biết ơn và đền ơn đối với Tam Bảo. Hồi Phật còn tại thế, Ngài rất hoan hỷ cho những ai thực hiện hành động đưa đến quả báo lành để không những làm lợi lạc cho mình mà còn cho người. Bằng chứng là trong kinh Tạp A Hàm, Phật tán thán ông trưởng giả Cách Cô Độc, vị đại cư sĩ có niềm tin sâu sắc đối với Tam Bảo. Ông trưởng giả Cấp Cô Độc là người ở nước Xá Vệ của vua Ba Tư Nặc. Nhưng khi đi qua thành Dương Xá của vua Tần Bà Sa La thăm ông bạn trưởng giả mà được gặp Phật. Chuyện ông gặp Phật rất nhiệm màu chưa từng có. Nên sau khi ông quy y Phật rồi, với một lòng tin sâu sắc, ông liền phát tâm thỉnh Phật về nước Xá Vệ để làm lợi ích lớn cho mọi người trong nước ông. Để Phật và chư tăng có nơi an trú tại Xá Vệ, ông trưởng giả Cấp Cô Độc mua đất cất ngôi tinh xá Kỳ Hoàng để cúng dường cháo đoàn. Tại nơi tinh xá này, nhờ ông thưa hỏi mà Phật chỉ dạy một bài kinh hết sức quý giá rằng: trong nhà ông ai cũng có lòng tin thanh tịnh là do quy y Tam Bảo đó, thì khi mệnh chung họ đều được sanh lên cõi trời. Đó là một sự thật hiển nhiên, chứ không do ai bảo mà được như vậy. Bài kinh đó ngắn gọn như sau: tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ trưởng giả Cấp Cô Độc đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một bên, bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu những người ở trong nhà con đều có lòng tin thanh tịnh, thì khi những người này mệnh chung được sinh lên cõi trời chăng? Phật đáp: lành thay trưởng giả, đây là câu hỏi thâm diệu, là một bề thọ báo. Ở giữa đại chúng rống lên tiếng sư tử nói rằng: những người ở trong nhà con đều có lòng tin thanh tịnh, khi mệnh chung đều được sinh lên cõi trời. Có tỳ kheo đại đức thần lực nào đã nói với ông, hễ người nào trong nhà ông mạng chung đều sinh lên cõi trời chăng? Trưởng giả bạch Phật: bạch Thế Tôn, không. Phật lại hỏi: hay là tỳ kheo ni nào, chư thiên nào, hay người trước mặt ta đã nghe ta nói? Trưởng giả thưa: bạch Thế Tôn, không. Thế nào trưởng giả? Hay là ông tự thấy biết những người trong nhà ông mệnh chung được sinh lên cõi trời? Trưởng giả bạch Phật: bạch Thế Tôn, không. Phật bảo trưởng giả: ông đã không nghe từ vị tỳ kheo đại đức thần lực, không phải tỳ kheo ni, không phải chư thiên, không phải ở trước mặt ta đã nghe ta nói, không phải tự ông nhận biết, thế mà lại có câu nói: nếu những người trong nhà tôi mệnh chung đều được sinh lên cõi trời. Do đâu ông nói lên những lời sâu xa đó và nói lên một cách quyết định, ở giữa đại chúng trống lên tiếng sư tử nói rằng: hễ người trong nhà tôi mệnh chung đều được sinh lên cõi trời. Trưởng giả bạch: bạch Thế Tôn, không có tỳ kheo đại đức thần lực nào đến với con, cũng không phải tỳ kheo ni, không phải chư thiên, không phải ở trước mặt Thế Tôn đã nghe Thế Tôn nói, không phải tự con nhận biết, thế mà lại có câu nói: nếu những người ở trong nhà con mệnh chung đều được sinh lên cõi trời. Đó là do khi con thấy những người mang thai, con bày cho họ nên vì con mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y tỳ kheo tăng. Sau khi đứa bé chào đời, con lại dạy cho nó về tam quy, đến khi nó thấy biết lại dạy nó trì giới. Giả sử tôi tớ hạ tiện, người khác có mang và sinh con cũng chỉ bày như thế. Nếu có người bán nô tỳ, con liền đến nói với họ rằng: hiền giả, tôi muốn buôn người, nhưng anh nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y tỳ kheo tăng, thọ trì giới cấm. Theo lời tôi dạy, thọ trì giới cấm, sau đó tùy giá mà mua. Nếu anh không theo lời chỉ dạy của tôi thì không được nhận. Hoặc
có khách trọ hay người làm thuê, con cũng bảo họ trước phải thọ tam quy ngũ giới, rồi sau đó con mới nhận họ. Lại nữa, nếu có người đến xin làm học trò hay đến xin trao đổi, vay lãi, con cũng khuyên họ quy y giữ năm giới, sau đó con mới nhận. Lại nữa, những khi nhà con cúng dường Phật và tỳ kheo tăng thì đọc tên cha mẹ, anh em, vợ con, thân thuộc quen biết, quốc vương, đại thần, chư thiên, long thần, hoặc kẻ còn, người mất, sa môn hay bà la môn, nội ngoại quyến thuộc, cho đến nô bộc đều đọc tên họ để xin chú nguyện. Hơn nữa, được nghe Thế Tôn dạy do nhân duyên xưng tên chú nguyện đều được sinh lên trời, hoặc do bố thí ruộng vườn, nhà cửa, giường nằm, hoặc nhân thường bố thí, hoặc bố thí cho người đi đường, cho đến bố thí cho chúng sinh một nắm nhỏ, do những nhân duyên này được sinh lên cõi trời. Phật bảo, lành thay trưởng giả, ông nhờ có lòng tin nên nói ra được như vậy. Như Lai đối với điều đó có cái thấy vô thượng, biết vô thượng, nên biết rõ những người trong nhà ông mệnh chung đều sinh lên cõi trời. Phật nói kinh này xong, trưởng giả Cấp Cô Độc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ Phật rồi ra về. Tuy nhiên, phải nói một lẽ thật rằng, không phải người nào trong gia đình mình, ai ai cũng có duyên với nhau để nghe lời khuyên bảo đó hết. Bởi lẽ là do nghiệp duyên của mỗi người mỗi khác, có sâu có cạn. Người bị chướng duyên sâu dày thì họ khó nhổ gốc mê lầm, cho nên khó mà chuyển hóa cho họ được thôi. Chỉ khi nào mình có đủ năng lực hay cơ duyên được chín mùi thì mới có cơ may giúp họ nhận biết được lợi ích thiết thực của việc quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Họ sẽ từ từ chuyển hóa làm lành theo ý muốn của mình được. Như câu chuyện sau, ông trưởng giả Cấp Cô Độc là một Phật tử thuần thành vào thời Đức Phật. Thế mà đứa con trai của ông rất kỳ quặc. Dù ông cố khuyên bảo anh ta thế nào đi nữa, thì anh ta cũng không để ý đến những việc như khi Phật tới nhà thì ra gặp Phật, hoặc chào thưa, hay nghe Pháp, hoặc phụng sự chúng tăng. Song ông sống với niềm tin đối với Tam Bảo và đã có chỗ an ổn lâu dài, là chứng quả thánh thứ hai trong bốn quả thánh Thanh Văn rồi. Nên ông thương con, muốn con mình cũng thành tựu được sự giải thoát khỏi ba đường ác như ông. Vì vậy, ông tận dụng mọi phương tiện xoay chuyển khiến cho con ông có được niềm vui trong chánh pháp như ông. Kala là con trai của trưởng giả Cấp Cô Độc, một người cha nổi tiếng và đầy tin kính Phật Pháp. Mặc dù như thế, chàng không hề gặp Phật, hoặc ra chào khi Phật ghé nhà, hoặc nghe Pháp, hoặc phụng sự chúng tăng. Khi cha chàng khuyên, này con đừng làm thế, chàng cũng không để ý đến lời cha. Trưởng giả suy nghĩ, nếu con ta có thái độ như vậy và hành động theo ý đó, nó sẽ rơi vào địa ngục A Tỳ. Thật không có gì tốt đẹp khi chính mắt ta thấy nó bị đọa. Được thôi, không có ai trên trái đất này không bị mua chuộc bởi tài vật. Ta sẽ dụ dỗ nó. Và ông bảo Kala, này con, nếu con giữ giới trong ngày trai, đi đến tinh xá nghe Pháp, khi về, cha sẽ cho con 100 đồng. Thật cha sẽ cho con chứ? Đúng vậy. Sau khi cha chàng lặp lại lời hứa 3 lần, Kala tuân giữ ngài trai giới và đi đến tinh xá. Nhưng chàng không chú tâm nghe Pháp. Chàng tìm nơi dễ chịu, nằm ngủ một giấc và trở về nhà sớm. Ông trưởng giả bảo gia nhân, cậu đã giữ giới trọn ngày trai, hãy đem thức ăn ngon đến cho cậu nhanh lên. Nhưng Kala nói, con chưa nhận tiền là con không ăn. Chàng cương quyết từ chối mọi thứ đem đến. Cha chàng không thể ép con ăn, bèn ra lệnh mang tiền đến. Chàng cầm tiền trên tay, rồi sau đó mới ăn uống. Ngày hôm sau, ông trưởng giả bảo con, này con, cha sẽ cho con 1.000 đồng,
nếu con đi đến chỗ Thế Tôn, học thuộc một bài kệ ngắn và trở về nói lại cho cha nghe. Lập tức, Kala đi đến tịnh xá, đứng trước Phật. Chẳng bao lâu chàng thuộc một câu kệ và muốn ra đi. Đức Phật khiến chàng không hiểu nghĩa câu kệ ấy. Kala tự nhủ, ta sẽ học thuộc câu sau. Vì vậy, chàng ngồi nán lại và tiếp tục nghe Pháp. Ai nghe Pháp với tất cả chú tâm sẽ chứng sơ quả và các quả còn lại. Kala nghe Pháp với tất cả chú tâm, nhưng Đức Phật cũng khiến chàng không hiểu nghĩa. Chàng nghĩ ta sẽ hiểu rõ hơn câu kệ tiếp theo. Chàng cứ nán lại và nghe, rồi chứng sơ quả. Ngày hôm sau, chàng tự động đi theo chư tăng, có Đức Phật dẫn đầu, vào thành Xá Vệ. Trưởng giả thấy con trai đi sau chúng tăng, tự nhủ, hôm nay thái độ của con ta làm ta hài lòng. Còn Kala thì nghĩ thầm, mong rằng cha sẽ không đưa tiền cho ta ngày hôm nay trước sự hiện diện của Phật. Mong rằng cha ta giữ kín việc vì có tiền ta mới giữ giới ngày trai. Nhưng Đức Phật đã biết trước điều này. Trưởng giả dâng cơm cho chư tăng, có Đức Phật thọ trai và cũng cho con trai những thức ăn ấy. Kala ngồi im, uống súp, ăn thức ăn cứng và cơm. Khi Phật thọ trai xong, trưởng giả đặt túi tiền 1.000 đồng trước mặt con và nói, này con, chắc con nhớ cha đã yêu cầu con giữ giới đúng ngày trai và đi nghe Pháp, rồi sẽ cho con 1.000 đồng. Đây là tiền của con. Kala thấy cha chàng đưa tiền ngay trước mặt Đức Phật, rất ngượng và nói, con không cần tiền. Ấy, cầm tiền đi con. Chàng cứ từ chối, không động đến túi tiền. Trưởng giả đảnh lễ Phật và bạch, bạch Thế Tôn, thái độ của con trai con hôm nay làm con rất mừng. Vì sao? Ngày hôm kia, con bảo hắn đi đến tinh xá, hứa cho 100 đồng. Hôm qua, hắn về nhà, không chịu ăn cơm khi chưa có tiền. Nhưng hôm nay, khi con cho tiền, nó cứ từ chối không nhận. Đúng vậy, này trưởng giả, hôm nay con trai ông đã chứng sơ quả, y đã đạt điều vượt hơn việc được làm chuyển luân chương hay sanh thiên hay làm phạm thiên. Ngài nói kệ, hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ thể vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Trích truyện Pháp Cú Phẩm Thế Gian. Còn gì hơn thế, từ một đứa con ngỗ nghịch không biết vâng lời cha, thế mà qua lòng thương vô hạn của người cha đã khiến cho người con vào dòng thánh an vui, vĩnh viễn không còn bị sa đọa trong đường tà ác nữa. Điều đó không xứng đáng hay sao? Tuy nhiên, có lúc cha mẹ cũng theo con cái. Vì cha mẹ dù sinh ra trước con cái nhưng không may mắn biết Phật ra đời giáo hóa chúng sanh, thì cũng như người còn mê mờ trong bóng tối vô minh mà thôi. Người đó đã thật sự mất hết lợi lành. Đáng lẽ gặp Phật thì họ sẽ được chứng thánh quả ngay trong hiện đời, được an vui giải thoát. Nhưng trước sau gì, họ cũng vẫn là hai con hạt già mà thôi, chứ không làm lợi ích gì cho ai, ngay cả chính họ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong giường cấp cô độc. Bây giờ sáng sớm, Thế Tôn đắp y ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực, có Tôn giả A Nan theo sau. Khi ấy có một cặp vợ chồng già sức lực suy yếu, lưng còng như móc câu, họ dẫn nhau đến đầu ngõ hẻm làng, chỗ đốt rác rưởi, ngồi chồm hổm hơ lửa. Thế Tôn thấy hai vợ chồng già giống như hai con hạt già nhìn nhau với tâm triều mến. Thế Tôn nói với Tôn giả A Nan. A Nan có thấy hai vợ chồng già kia tuổi lớn, sức mòn lưng còng như móc câu, ngồi chồm hổm hơ lửa, giống như hai con hạt già nhìn nhau với tâm dục nhiễm chăng? A Nan bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con thấy. Phật bảo A Nan, hai vợ chồng già này nếu lúc thiếu niên tráng kiện, siêng năng tìm cầu tài vật, cũng có thể giàu có nhất trong thành Xá Vệ.
Còn nếu họ cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chánh tín không nhà, xuất gia học đạo, tinh cần tu tập, thì cũng có thể chứng được quả A-la-hán đệ nhất. Nếu ở giữa phần hai cuộc đời còn tráng kiện, siêng năng tìm cầu tài vật, thì cũng có thể trở thành người giàu thứ hai trong thành Xá Vệ. Nếu họ lại cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chánh tín không nhà, xuất gia học đạo, cũng có thể chứng được quả A-na-hàm. Nếu ở giữa trung niên phần ba cuộc đời, siêng năng tìm cầu tài vật, cũng có thể là người giàu thứ ba trong thành Xá Vệ. Nếu họ cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chánh tín không nhà, xuất gia học đạo, cũng có thể chứng được quả Tư Đà Hàm. Nhưng ngày hôm nay, thọ tuổi cao, các căn suy yếu, không có tài vật, không có phương tiện, không có khả năng. Nếu có tìm kiếm tài vật, cũng không hơn người được. Thế Tôn liền nói kệ: Vì không hành phạm hạnh, tuổi trẻ không tài sản, suy nghĩ việc xa xưa, nằm ngủ như cây cung, không tu hành phạm hạnh, tuổi trẻ không tài sản, giống như chim hạc già, rủ chết nơi đầm hoang. Phật nói kinh này xong, Tôn giả A Nan nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh Tạp A Hàm, quyển 4, kinh số 162, chương 23. Cho nên, con cái mà gặp được Phật Pháp sớm chừng nào sẽ giúp cho cha mẹ có cái nhìn sáng suốt về Phật Pháp là một điều vinh hạnh cho cả gia đình. Như câu chuyện sau đây là một điển hình để cho chúng ta noi theo. Tại Xá Vệ, có một người đồ tể mổ bò. Ông ta giết hại biết bao nhiêu con bò, thường chọn phần thịt ngon nhất cho mình, sai vợ nấu nướng rồi ngồi vào bàn ăn, cùng vợ con nhậu thịt bò. Phần còn lại ông bán lấy tiền. Suốt 55 năm ông giữ nghiệp này. Trong thời gian ấy, mặc dầu Đức Thế Tôn ở tại tinh xá bên cạnh nhà, không bao giờ ông cúng cho Thế Tôn một muỗng cháo hay muỗng cơm. Trừ thịt bò ra, ông ta không mang cơm. Ngày nọ, trời về chiều, sau khi bán vài miếng thịt, ông đưa cho vợ miếng thịt để nấu bữa tối và đi ra ao tắm. Một người bạn đến nhà ông hỏi bà vợ: Hãy để cho tôi ít thịt, nhà tôi có khách. Thịt bán hết rồi, ông ấy vừa đi tắm. Thế còn miếng thịt nào, chị vui lòng để cho tôi. Chẳng còn miếng thịt nào, trừ miếng thịt ông ấy dặn tôi làm đồ ăn cho ổng. Người bà nghĩ, nếu đã hết thịt bán, chỉ còn lại thịt dành riêng cho bữa ăn, và ông ấy sẽ không ăn nếu không có thịt. Chắc gì ông ấy đã chịu để miếng thịt đó cho mình. Và người này tự động xách miếng thịt ra đi. Tắm xong, người đồ tể trở về. Khi bà vợ dọn ăn, chỉ có rau cải. Ông hỏi, còn thịt đâu? Không có, ông ạ. Chứ tôi không chừa cho bà một miếng thịt trước khi tôi đi sao? Một người bạn đến nhà nay mua thịt vì nhà có khách. Tôi trả lời hết thịt bán, mà ổng cứ xách miếng thịt của ông đi về. Dù tôi có nói miếng thịt đó cốt để làm thức ăn cho ông, nếu thiếu nó ông không ăn cơm được. Trừ khi có thịt tôi mới ăn, tôi không ăn nữa, bà dẹp đi. Trời ơi, làm sao bây giờ? Thôi, ông chịu khó ăn cơm không thịt một bữa. Đã nói là không. Bắt vợ dẹp mâm cơm, ông ta xách dao ra đi. Có một con bò bị cột gần nhà. Ông bước tới chỗ con bò, thò tay vào miệng nó, lôi lưỡi nó ra, xéo luôn chiếc lưỡi, rồi xách trở vô nhà. Ông nướng chiếc lưỡi bò trên lò than, xong đặt nó trên cơm, rồi mới chịu ăn uống. Ông ăn một miếng cơm và một miếng thịt. Vừa để miếng thịt vào lưỡi, lưỡi ông đứt làm đôi và rớt xuống đĩa cơm. Đúng lúc đó, ông nhận hình phạt mà ông gây ra, máu tuôn thành dòng từ miệng. Ông bò quanh sân nhà, rống lên như bò sắp chết. Con trai ông đứng gần đấy, nhìn cha mình dễ chết. Mẹ nó bảo, này con, hãy nhìn đó, hình phạt tương tự sẽ đến với con. Con đừng lo cho mẹ, hãy tìm đường an ổn mà đi. Đứa con sợ hãi trước cảnh tượng ấy,
từ giả mẹ chạy đi. Nó đi về thành Takashila. Người đầu tể sau khi trống lên một lúc bò quanh sân và chết, rồi đọa vào địa ngục A Tỳ, cả con bò cũng chết. Đến Takashila, đứa con học nghề thợ bạc. Ngày nọ, chủ của nó đi về làng dặn dò: hãy làm món nữ trang như thế này, thế này. Chú nhỏ làm theo lời dặn, và khi người chủ về, nhìn món trang sức làm khéo léo theo ý mình, ông nghĩ, chú nhỏ này sẽ thành nghề và kiếm ăn dễ dàng. Khi chú trưởng thành, được chủ gả con gái cho, rồi sanh con trai, con gái. Các con trai của ông lần lượt trưởng thành, làm nghề khác, dời nhà qua thành Xá Vệ và trở thành Phật tử thuần thành của Đức Thế Tôn. Còn ông cha của chúng, tức con người đồ tể ngày xưa, ở lại Takashila, để thời gian trôi qua mà không làm được chút công đức nhỏ. Rồi già nua kéo đến, các con ông mới mời ông cụ trở về nhà mình nuôi nấng. Chúng bàn nhau: chúng ta hãy cúng dường nhân danh cha chúng ta. Họ mời Đức Phật và Chư Tăng về nhà thọ trai. Họ sắp đặt bàn ghế tại nhà, dâng thức ăn lên Đức Phật và Chư Tăng, hầu hạ kính cẩn. Cuối bữa ăn, họ bạch Phật: bạch Thế Tôn, thức ăn dâng cúng hôm nay là tạo phước cho cha già hiện đang sống của chúng con. Xin Thế Tôn ban phước cho ông cụ. Đức Phật khuyên ông: này ông lão, ông đã già nua, thân thể ông như lá héo úa. Ông không tạo việc lành để làm tư lương cho đời sau, hãy tạo cho mình một chỗ an trụ. Hãy làm người khôn ngoan, đừng làm kẻ si mê. Phật nói kệ: người này giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi. Người đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, đến thánh địa chư thiên. Nghe xong, ông cụ chứng sơ quả, chúng hội cũng được hưởng lợi ích. Ngày hôm sau, các con ông cũng thỉnh Phật và chúng tăng thọ trai. Cuối bữa ăn, họ cũng xin hồi hướng phước báo cho cha già. Đức Phật chúc phước cho ông cụ, nói thêm hai bài kệ: đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến diêm vương. Giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, chẳng trở lại sanh già. Tích truyện Pháp Cú, phẩm Cấu Uế. Một khi mình đã được an vui lợi lạc mà biết thương tưởng đến người thân trong gia đình còn lầm mê, không ai không thương xót, không ai không muốn cứu vớt họ. Ở đây xin nói thêm một điểm quan trọng nữa là việc làm của con cái đối với cha mẹ như vậy có nghĩa là một cách báo hiếu thăm ân rất có ý nghĩa của người con Phật. Như trong kinh Tăng Chi Bộ, phẩm Tâm Thăng Bằng, Phật có dạy về cách báo hiếu cho các tỳ kheo, cũng là dạy cho hàng Phật tử chúng ta. Có hai hạng người, này các tỳ kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các tỳ kheo, nếu một bên vai cõng cha. Làm vậy suốt trăm năm cho đến trăm tuổi. Nếu đấm bóp, thoa sức, tắm rửa, xoa gội và dầu tại đấy, cha mẹ có vải tiểu tiện, đại tiện. Như vậy, này các tỳ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Hơn nữa, này các tỳ kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực trên quả đất lớn với bảy báo này, như vậy, này các tỳ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các tỳ kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này. Nhưng này các tỳ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin? Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn,
an trú các vị ấy vào thiện giới. Đối với mẹ cha sang tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí. Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các tỳ kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha. Thực ra, việc làm này không chỉ riêng người Phật tử tại gia thôi, mà người xuất gia tu chứng giải thoát vẫn phải thực hiện. Như trường hợp của ông Tôn giả Xá Lợi Phất, vị tướng quân chánh pháp, vị thượng thủ của Đức Phật thuở xưa. Ngài vì người mẹ mà giáo hóa cho vào dòng thánh trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Và ngay cả Đức Từ Phụ của chúng ta cũng vậy. Hồi còn tại thế, lần đầu tiên Phật về thành Ca Tỳ La Vệ sau bao năm học đạo và ra giáo hóa chúng sanh. Phật dẫn độ cho tất cả những người thân trong hoàng gia, từ cha mẹ đến vợ con hồi chưa xuất gia, bằng cách thuyết pháp khiến cho họ nghe mà chứng đắc thánh quả. Riêng người em trai cùng cha khác mẹ với Ngài là Nan Đà. Một người còn đắm say dục lạc thế gian, thế mà Ngài vẫn một lòng dứt khoát độ cho Nan Đà xuất gia tu chứng giải thoát mới cam lòng. Câu chuyện được ghi chép trọn vẹn trong Tích Truyện Pháp Cú như sau. Sau khi bắt đầu chuyển pháp luân, Thế Tôn rời Dương Xá và đến ngụ tại Venuvana. Ngay sau đó, cha Ngài Đại Vương Tịnh Phạn gửi sứ giả đến, người này tiếp người nọ, mỗi người mang theo 1.000 tùy tùng với lời dặn dò: hãy tìm con trai ta và rước mời về trước mặt ta. Chính sứ giả đã đến nơi, chứng A-la-hán và không trở về. Sau cùng, trưởng lão Kala Udayi đến và cũng chứng A-la-hán. Biết rằng đã đến lúc đạo sư lên đường, trưởng lão mô tả những cái hay, cái đẹp trong cuộc hành trình và hướng dẫn Đức Phật cùng 20.000 A-la-hán đi Kapilapura. Tại đây, giữa thân tộc vây quanh, Đức Đạo Sư đã lấy trận mưa rào làm đề tài giảng pháp và kể chuyện bổn sanh Bồ Tát Vesantara, tiền thân Ngài. Ngày hôm sau, Ngài vào thành khất thực với bài kệ bắt đầu bằng câu: nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Đức Phật độ vua Tịnh Phạn chứng quả dự lưu. Và với câu: hãy khéo sống chánh hạnh, Ngài độ Maha Pasapati đắc sơ quả và vua Tịnh Phạn đắc thêm nhị quả. Cuối bữa ăn, Phật thuật lại truyện bổn sanh Kanda Kinara vì ân nghĩa của mẹ La Hầu La đối với Ngài. Ngày hôm sau, trong khi nghi lễ quán đảnh và đám cưới của hoàng tử Nan Đà đang tiến hành, Đức Đạo Sư bước vào nhà khất thực, đặt bình bát vào tay Nan Đà và chúc phúc. Rồi từ chỗ ngồi đứng lên, Đức Đạo Sư đi ra không lấy lại bình bát trong tay Nan Đà. Nan Đà không dám hở môi, bạch Thế Tôn xin Ngài lấy lại bình bát, mà tự an ủi: Thế Tôn sẽ lấy lại bình bát ở đầu thềm. Nhưng khi đến đầu thềm, Thế Tôn đã không lấy bình bát. Nan Đà lại nuôi hy vọng Thế Tôn sẽ lấy lại bình bát ở chân thềm. Nhưng Đạo Sư vẫn không lấy bình bát. Nan Đà lại nghĩ Thế Tôn sẽ lấy bình bát ở sân cung điện. Nhưng Đạo Sư cũng không lấy bình bát. Hoàng tử Nan Đà tuy rất muốn trở lại với cô dâu, nhưng phải bấm bụng đi theo Đạo Sư. Vì lòng quý kính Đạo Sư quá sâu đậm, chàng không dám nói Thế Tôn hãy nhận bình bát, mà đành tiếp tục bước theo, trong lòng vẫn chưa tắt hy vọng Thế Tôn sẽ lấy bình bát ở đây, Thế Tôn sẽ lấy bình bát ở đó, Thế Tôn sẽ lấy bình bát ở kia. Lúc ấy, người ta nhắn với cô dâu mới, gia nhân của xứ sở Janapada Kanjani: thưa công nương, Thế Tôn đã đem hoàng tử Nan Đà đi với Ngài, mục đích của Ngài là chia uyên rẻ thúy. Lập tức Janapada Kanjani khuôn mặt đầm đìa nước mắt và đầu tóc chưa chải xong tung mình lao theo vị hôn phu khẩn khoản: công tử xin trở lại ngay.
Lời của nàng làm tim Nang Đà chấn động, nhưng đấng đạo sư vẫn không lấy lại bình bát, dẫn chàng về tinh xá và bảo: "Nang Đà, ông có muốn đi tu không?" Vì lòng tôn kính Phật của Nang Đà quá sâu đậm, nên chàng cố nín để đừng thốt: "Con không muốn đi tu." Thay vào đó chàng thưa: "Vâng, con muốn đi tu." Đấng đạo sư ưng thuận ngay: "Tốt lắm, hãy xuất gia cho Nang Đà." Thế là vào ngày thứ ba sau khi Phật đến Kapilapura, ngài đã tạo duyên cho Nang Đà thành tỳ kheo. Vào ngày thứ bảy, mẹ của La Hầu La trang điểm cho cậu hoàng con và gửi đến Thế Tôn. Bà dặn dò: "Con cưng, hãy đến xem vị sa môn này. Người có 2000 tăng sĩ tùy tùng, có một thân hình vàng ống, có một dáng dốc đẹp đẽ của Đại Phạm Thiên. Sa môn này là cha của con. Ngày xưa ngài đã sở hữu những kho tài sản vĩ đại. Từ lúc ngài xuất gia, chúng ta không được gặp ngài. Hãy đòi ngài gia tài của con. Hãy nói: cha thân yêu, con là hoàng thái tử, và ngay khi nhận lễ quán đảnh, con sẽ trở thành chuyển luân thánh vương. Con cần có tài sản, cha hãy ban của cải cho con, vì một người con có quyền hưởng tài sản của cha để lại." Hoàng tử La Hầu La vâng lời đi đến Thế Tôn. Khi thấy ngài, cậu ta cảm thấy một tình cảm nồng ấm của cha dành cho mình, trong lòng sanh tâm hoan hỷ nên thỏ thẻ: "Bạch thầy, dưới bóng mát của thầy con thật hạnh phúc." Và cậu còn nói nhiều nữa với những lời ngây thơ của trẻ con ở lứa tuổi ấy. Thế Tôn thọ thực xong, hồi hướng công đức và từ chỗ ngồi đứng lên bước đi. Hoàng tử La Hầu La nối bước theo Thế Tôn, thưa: "Bạch thầy, hãy cho con gia tài mà con được thừa hưởng. Bạch thầy, hãy cho con gia tài mà con được thừa hưởng." Đức Thế Tôn im lặng, ngay cả chư tăng cũng để mặc, không ngăn cậu bé theo Thế Tôn. Cứ thế, hoàng tử theo Thế Tôn đến khu rừng. Rồi một tư tưởng nảy sanh trong trí Thế Tôn: gia tài của cha mà cậu bé đòi sẽ không tránh khỏi hậu quả là mang đến sự hủy diệt. À, ta sẽ ban cho nó 7 thánh tài mà ta đã nhận được dưới cội bồ đề. Ta sẽ khiến La Hầu La làm chủ một gia tài xuất thế gian. Thế rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: "Xá Lợi Phất, ông hãy xuất gia cho La Hầu La." Nhưng khi hoàng tử La Hầu La gia nhập tăng đoàn, vua Tịnh Phạn, tức ông nội, rất sầu muộn, không chịu đựng nổi sự buồn rầu. Ông bày tỏ với Thế Tôn và thỉnh cầu: "Bạch Thế Tôn, sẽ phải lẽ hơn nếu chư tăng đừng nhận những người vị thành niên vào tăng đoàn khi cha mẹ không cho phép." Đức Thế Tôn chấp nhận lời thỉnh cầu này. Lại một hôm, Đức Thế Tôn ngồi trong hoàng cung sau bữa ăn sáng. Đức vua cung kính ngồi một bên bạch: "Bạch Thế Tôn, trong khi ngài đang hành trì khổ hạnh, một vị trời đến và nói với tôi: con ông đã chết, nhưng tôi không tin và trả lời: con tôi sẽ không chết cho đến khi giác ngộ." Đức Thế Tôn nói: "Phụ vương tin chuyện này không? Trong một kiếp trước đây, khi một vị trời chỉ một nắm xương và bảo phụ vương: con ông đã chết, phụ vương cũng đã không tin." Và ngài thuật lại truyện bổn sanh Mahadhammapala liên quan đến câu chuyện. Sau khi câu chuyện chấm dứt, nhà vua đắc quả Anaham. Thế Tôn độ cho cha ngài đắc tam quả xong, ngài lại trở về Dương Xá cùng với tăng đoàn. Bây giờ ngài đã hứa với ông Cấp Cô Độc đến thăm Xá Vệ. Ngay khi Đại Tinh Xá Kỳ Hoàng được hoàn thành, chẳng bao lâu ngài nhận được lời báo Tinh Xá đã hoàn thành. Ngài liền đến Kỳ Viên cư ngụ. Đại Đức Nang Đà lúc đó trở nên bất mãn, tỏ sự buồn phiền của mình với các tỳ kheo: "Chư huynh, tôi bất mãn. Tôi đang sống đời xuất gia, nhưng tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Tôi dự định xả bỏ những giới luật cao cả và trở về đời sống thấp hơn, đời sống của một cư sĩ thế tục."
Thế Tôn nghe được việc này, cho gọi Tôn giả Nan Đà đến, bảo: Nan Đà, có phải thật sự ông đã nói với nhiều tỳ kheo rằng, chư huynh tôi bất mãn, tôi đang sống đời xuất gia, nhưng tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Tôi dự định xả bỏ những giới luật cao cả và trở về đời sống thấp hơn, đời sống của một cư sĩ thế tục. Bạch Thế Tôn, hoàn toàn đúng thế. Nhưng Nan Đà, tại sao ông bất mãn với cuộc sống đạo hạnh mà ông đang sống? Tại sao ông không thể chịu đựng lâu hơn? Tại sao ông định xả bỏ những giới luật cao đẹp và trở về đời sống thấp hơn, đời sống của cư sĩ thế tục? Bạch Thế Tôn, khi con rời nhà vị khôn thê yêu quý Janapanda Kanjani của con với đầu tóc rối bời, từ giá con và khẩn khoản, công tử xin hãy mau trở về. Bạch Thế Tôn, vì con vẫn nhớ nàng nên con bất mãn đời sống xuất gia hiện con đang sống. Con không thể chịu đựng cuộc sống này lâu hơn. Và con dự định xả bỏ những giới luật cao cả để trở về cuộc sống thấp hơn, cuộc sống của cư sĩ thế tục. Khi ấy, Đức Thế Tôn nắm tay Đại Đức Nan Đà, dùng thần lực đưa chàng đến cõi trời 33. Trên đường đi, Đức Thế Tôn chỉ cho Tôn giả Nan Đà thấy, trên một cánh đồng bị lửa rụi, một con khỉ háo ăn đang ngồi trên một gốc cây đã cháy rụi, và lửa cũng đã thiêu đốt tai, mũi và đuôi của nó. Đến cõi trời 33, ngài chỉ 500 thiên nữ gót son đang hầu hạ Saka, vua của chư thiên, tức thiên chủ. Khi Thế Tôn cho thấy hai cảnh tượng đó rồi, ngài hỏi Nan Đà: Nan Đà, ông thấy ai đẹp đẽ, ưa nhìn và duyên dáng hơn? Cô vợ quý Janapada Kanjani của ông hay 500 thiên nữ gót son này? Bạch Thế Tôn, Nan Đà đáp: Thật Janapada Kanjani kém xa, giống như con kỷ háo ăn đã mất tai, mũi và đuôi. Bạch Thế Tôn, cô vợ quý Janapada Kanjani đối với 500 thiên nữ này, nàng còn kém xa hơn nhiều. So sánh với những thiên nữ này, vị khôn thê của con chẳng đáng kể. Cô ta không bằng một phần nhỏ của họ, không bằng một phần nhỏ của một phần nhỏ của một phần nhỏ của họ. Ngược lại, 500 thiên nữ gót son này đẹp đẽ, ưa nhìn và duyên dáng vô cùng. Hãy vui lên Nan Đà, Đức Thế Tôn trả lời. Ta bảo đảm ông sẽ được 500 thiên nữ gót son này. Đại Đức Nan Đà thưa: Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn bảo đảm con sẽ được 500 thiên nữ gót son này, thì trong trường hợp đó, Bạch Thế Tôn, con sẽ sung sướng vô cùng để sống cuộc sống cao thượng của người xuất gia. Rồi Thế Tôn đem Đại Đức Nan Đà theo ngài, biến mất khỏi cõi trời 33 và hiện ra tại kỳ viên. Không bao lâu, những tỳ kheo được nghe kể như sau: Vì mong muốn được các thiên nữ mà Đại Đức Nan Đà, em Đức Thế Tôn, con bà Di Mẫu tiếp tục sống đời tu sĩ, Đức Thế Tôn đã bảo đảm rằng ông ta sẽ được 500 thiên nữ gót son. Kết quả là những tỳ kheo khuynh đệ của Đại Đức Nan Đà đã xem chàng như một người đi tu mướn, như người đã bị mua chuộc, và họ nói về ngài: Đại Đức Nan Đà là một người đi tu mướn, Tôn giả Nan Đà là một người bị mua chuộc, vì hy vọng được các thiên nữ mà ông ta sống đời tu sĩ. Thế Tôn đã bảo đảm rằng ông ta sẽ được 500 thiên nữ gót son. Đại Đức Nan Đà, mặc dù bị các bạn đồng tu xem thường, xấu hổ vì chàng và làm khổ chàng khi gọi chàng là người tu mướn và bị mua chuộc, Đại Đức vẫn sống độc thân, xuất ly, chánh niệm, tinh tấn, dõng mãnh. Không bao lâu, ngay trong đời này, chính Nan Đà an trú trong tuệ trí giác ngộ và đạt được đạo quả tối thượng của đời sống tu hành. Đạo quả mà vì nó biết bao thanh niên thiện tín đã vĩnh viễn từ bỏ đời sống thế tục, sống đời xuất gia. Đại Đức đã biết, sanh tử đã tận, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, ta không còn trở lại đời này nữa. Vậy là thêm một Đại Đức trưởng lão nhập vào hàng ngũ A-la-hán. Bây giờ,
một vị trời đến chỗ Thế Tôn vào ban đêm, chiếu sáng cả kỳ viên, cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Đại Đức Nan Đà, con trai Bà Di Mẫu của Phật đã lậu tận, ngay trong đời này, chính Đại Đức đã an trụ trong chánh trí, đã được giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thế Tôn cũng đã biết như thế. Trong đêm ấy, Tôn giả Nan Đà cũng đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ và thưa: Bạch Thế Tôn, con xin bãi bỏ lời hứa của Thế Tôn bảo đảm con sẽ được 500 thiên nữ gót son. Thế Tôn trả lời: Nan Đà, chính tâm ta đã thấu hiểu tâm ông và thấy do lậu tận, ngay trong đời này, chính ông đã an trú trong chánh trí, được giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Một vị trời cũng đã đến cho ta hay điều đó. Do đó, này Nan Đà, khi ông không còn thâm đắm vào ngũ dục thế gian, tâm ông thoát khỏi dục lậu, ngay lúc ấy ta không còn bị ràng buộc bởi lời hứa cũ. Rồi Thế Tôn thấu rõ ý nghĩa thâm sâu thực sự của việc này, đã tuyên đọc thánh ngôn sao: Diệt sạch vọng tưởng nguy hại, ông sẽ bình thản an nhiên khi gặp hạnh phúc đau khổ. Một hôm, các tỳ kheo đến gặp Tôn giả Nan Đà và hỏi ngài: Sư huynh Nan Đà, lúc trước huynh nói tôi bất mãn, bây giờ huynh có nói như thế không? Chư huynh, tôi chẳng còn ưa thích đời sống thế tục. Khi các tỳ kheo nghe ngài trả lời, họ nói: Tôn giả Nan Đà nói không thật, hoàn toàn nói láo. Ngày trước ông ta nói tôi bất mãn, nhưng bây giờ ông ta nói tôi chẳng còn ưa thích đời sống thế tục. Và lập tức họ đến và trình lại câu chuyện với Thế Tôn. Thế Tôn đáp: Này tỳ kheo, ngày trước nhân cách của Nan Đà như một nhà lợp phụng, nhưng nay giống như một nhà lợp kính. Từ ngày ông ấy thấy những thiên nữ, ông ấy đã cố gắng hành trì để đạt đến cứu cánh của đạo nghiệp, và bây giờ ông ta đã đạt được. Nói xong, ngài đọc những pháp cú sau: Như mái nhà phụng lợp, mưa tiền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Nói theo hạnh nguyện của Đức Từ Phụ rồi, người hiểu biết về giáo lý từ bi và trí tuệ, không ai chấp nhận mình quy y rồi mặc ai làm gì thì làm một cách ích kỷ hẹp hòi như vậy, mà phải hết lòng vì mọi người, trợ duyên cho toàn xã hội đều trở nên tốt đẹp, gần nhất là những người thân yêu trong gia đình mình. Đó mới là mục đích chính của người học đạo. Người đã biết tự thắp sáng ánh sáng giác ngộ thì hãy nên mồi luôn ánh sáng đó cho bao nhiêu người khác đang còn trong vòng u mê tâm tối, để cùng thắp sáng ánh sáng của Như Lai.